Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Hôm nay thì mình sẽ chơi thử tựa game PUBG Mobile trên chiếc Meizu X8 mua với giá là 6 lít nha các bạn. Rồi, ok. Thì để xem là với con chip Snapdragon 710 trong năm 2024 có chơi nổi PUBG không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào bên trong cài đặt để xem cái đồ họa. Đây. Đồ họa mình sẽ để là mượt, còn tốc độ khung hình là cực cao. Rồi, bắt đầu. It is showtime. Với mức giá này thì mình cũng không thể đòi hỏi được nhiều. Nói chung chữa cháy rất là ok luôn. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.